năng nè. Thì hồi sáng á là cô chú anh chị thấy ở đây rất là đông ha. Nhưng mà đây, lực lượng chức năng cảnh sát cơ động 113 thì chắc là bây giờ là đang chuẩn bị để mà ra về rồi nè. À, thấy trong hồi trước hay di chuyển núi Sạn, Vịnh Rù Rì, ba địa điểm. Dạ đúng rồi, là em Việt là cũng có nghe là hồi trước khi mà mình biết đến thầy Minh Tuệ á, là thầy có di chuyển ba cái địa điểm như là cái chị Minh Tuệ vừa nói. Đây nè, xe của cơ động nè. Đó, mấy anh chiến sĩ cơ động rất đông ha. Ở trong đó, mới ra đó cô chú anh chị. Đó, là những người này là từ cái chốt chặn ở phía bên trong mới vừa đi ra đó. Là bình thường ở phía bên tầm khoảng là trên dưới 20 người cảnh sát cơ động. Và sau khi mà thầy Minh Tuệ đi khắc thực xong đó, là các anh này phải lên xe để mà di chuyển về. À, như vậy là ngày hôm nay là sau khi có một chị nói là thầy mới đi khách thực xong rồi, thầy trở về cốc rồi, là mấy anh cảnh sát 113 này, cảnh sát cơ động này là mới bắt đầu, là hồi nãy là đi ra đó cô chú anh chị, là đi ra mười mấy người đó, bây giờ lên xe rồi nè. Đó nè, bây giờ xe rồi, khi mà thầy khách thực xong, thầy trở về cái cốc của thầy rồi thì mấy anh cơ động này sẽ đi ra ngoài cũng như là lên xe và đi về. Đó đây nè. Đó, khi mà mấy thầy cũng thầy khách thực xong là mấy anh này hết nhiệm vụ, là mấy anh coi như là đi về cô chú anh chị. Đây đây, hình ảnh thực tế rõ ràng 100% luôn đó. Rồi, như vậy là chính xác đó. Quý vị cũng xem được và nghe được một cái đoạn video là có một kênh YouTube người ta cũng chia sẻ là ngày hôm nay, buổi sáng nay thì thầy cũng đã tiếp tục đi khất thực. Nhưng mà thầy đi lối trên bên phía sau, chứ không có đi ra cổng chính cũng giống như mọi ngày. Thì hình ảnh thì có một chiếc xe cơ động khoảng vài chục người. Thì đây là cái gọi là, nghe nói là đây là mấy cái chiếc xe cơ động này, mấy chục người này là của cái chốt trong á quý vị. Của cái chốt bên trong á, còn cái chốt bên ngoài thì khác nữa nha quý vị. À, thì là khi mà thầy khất thực xong rồi, thầy về thầy tọa thực ở trên núi Sạm rồi, là tất nhiên là thầy ở trên núi, là đồng nghĩa là những anh bảo vệ an ninh dân phòng này, cơ động này, là người ta lên xe người ta đi về cũng trên dưới vài chục người. Đó là cái chốt phía trong. Còn chốt phía ngoài thì khả năng vẫn còn, vẫn còn ở đó. Chốt phía ngoài thì em nghĩ là vẫn còn. Đó, đó là bên bên trong đó. Thì coi như là buổi sáng sớm thì coi như là em cũng chưa nghe được cái thông tin, nhưng đến bây giờ thì em cũng đã biết được một cái thông tin là thầy chính thức đã vẫn đi khất thực nha quý vị. Ha, thì về cái vấn đề an ninh thì coi như là vẫn coi như vẫn tắt chặt và coi như an toàn để cho thầy được đi khất thực, được giữ được cái độ an toàn. Bà con không có ồn nào và coi như không có được gặp được thầy. Đó thì coi như là sáng nay theo những cái thông tin thì đến bây giờ là thầy coi như thầy cũng vẫn đi khất thực bình thường nha quý vị. Thì tại sao mà cơ động phải là một lập một cái chốt ở phía trong, là bởi vì quý vị biết sao, tắt tiếng đây con, là bởi vì sao, là cái nếu như mà một cái chốt bên phía ngoài thì không ăn thua, thì nhiều khi bên trong người ta còn luồn lách, có những người người ta bất chấp, có những người người ta bất chấp là người ta vẫn nói chung người ta vẫn cứ đi. Thế cho nên là người ta bất chấp thì cho nên là các cái anh dân phòng cơ động là mới phải dùng đến cái biện pháp là phải có một cái đội ngũ phía trong nữa, giống như là phải có 2-3 cái chốt đó. Bên ngoài đường quốc lộ, xong tới bên trong, bên trong xong cái lại bên trong nữa, chân núi đó. Đây là cái chân núi mà để cái nơi mà thầy đi lên đó. Nói chung là từ ngoài đường quốc lộ vô là phải khoảng 3 cái chốt thì mới bảo đảm được, còn không là không bảo đảm. Cho nên quý vị thấy không,
về cái tình trạng mà an ninh là nó phức tạp như vậy, là người dân bà con người ta quá đông đó, cho nên là đến hôm nay là thầy cũng không thể nào mà đi ra cái phía ngoài mà đi khất thực được để cho mọi người nhìn thấy được, thầy vẫn phải di chuyển là phía bên trong cùng đó. Từ khi mà từ cái vị trí mà thầy di chuyển từ trên cóc mà đi xuống thì em nghĩ là chắc cũng không có bao xa đâu, xuống đến nhà dân thì khoảng chắc vài cây số thôi là cắt tật xong rồi thầy lại quay lại liền đó. Cho nên là bà con người dân là coi như là em nói thật với quý vị, đừng có hy vọng là đến đó là gặp được thầy, đến đó chỉ gọi là hiếu kỳ và coi như là gọi là chính xác coi như là túm năm túm bảy thôi à, để mà coi như là xôn xao cũng như là nói chính xác là bà Tám á, hiếu kỳ bà Tám, chứ còn gặp thì làm sao mà gặp được. Gặp thì chỉ có những cái người mà bên trong cái chân núi mà thầy đi xuống, người dân địa phương ở đó thì người ta mới có, tại vì do là người ta ở đó, người ta ở đó thì tất nhiên là an ninh là người ta không thể cấm được, vì người ta ở đó sao cấm được người ta à, cho nên là đến ngày hôm nay thì thầy vẫn đi khất thực bình thường. Thì như vậy là em cũng thấy coi như là cũng yên tâm, bởi vì mỗi một ngày mà nghe được cái thông tin là thầy đi khất thực là như vậy là coi như cũng là một cái niềm vui rồi. Mặc dù là không được nhìn thấy thầy, nhưng mà theo những cái chia sẻ thông tin thì là xe cơ động mà đến giờ là mọi người làm tất cả các anh về bên cơ động an toàn trật tự là đã lên xe và đi về tất cả, là cái chốt phía trong là coi như là thầy đã an toàn đi lên trên đó, lên trên núi khất thực xong lên trên núi coi như không có vấn đề gì. Và coi như là chắc có lẽ là người ta phải theo dõi thôi, khi mà thầy xuống khất thực á là người ta theo dõi đó, là đến khi mà thầy đi lên là người ta cũng phải theo dõi xung quanh là có ai đi theo lên không, và có những người lạ nào coi như đi vào những cái con đường hẻm hóc hay không đó, là người ta phải kiểm tra đó, những cái các anh cơ động là cái chốt bên trong là có nhiệm vụ là chắc chắn là người ta phải kiểm tra xung quanh xem đã an toàn chưa. Thầy đi lên thọ thực ở trên núi rồi nhưng mà người ta vẫn phải kiểm tra xem là có còn một sót lại là YouTube hay là những người dân là người ta đi là coi như lẩn trốn là người ta đi lên đó. Thì tất nhiên là người ta phải kiểm tra kỹ càng rồi sau đó là người ta mới đi về đó. Thì đến bây giờ là em thấy là coi như là nhìn thấy cái hình ảnh mà các cái coi là xe cơ động, các cái anh bảo vệ an ninh đó người ta về là coi như mọi sự cũng đã được an toàn cho thầy à, như vậy là an toàn rồi, như vậy là đã nhìn thấy là coi như là thầy đi khất thực rồi, chứ đâu có cần thiết là phải nhìn thấy thầy là đi khất thực là mới gọi là nhìn thấy mới gọi là tin. Như vậy là coi như cũng cảm thấy là đủ tin tưởng rồi, là coi như là người ta an ninh dân phòng người ta đi về thì coi như là thầy cũng đã an toàn, chứ chẳng có cái vấn đề gì mà phải nghĩ ngợi à, thì thầy coi như thầy cũng đã có đồ ăn để thầy thọ thực thì mình cũng coi như mình cũng mừng, coi như theo cái ước nguyện của thầy là thầy được đi khất thực à, mặc dù là coi như mọi người không được nhìn thấy thầy nhưng mà cái ước nguyện của thầy được khi cất thực đồ ăn sáng như vậy coi như là cũng tốt rồi ha. Thì tiếp tục cũng lại ngày mai thì cũng lại như thế nào đó thì em sẽ tiếp tục coi như là như cập nhật theo những cái tin tức cả ngày thì để xem tình hình trong ngày sẽ ra sao. Nếu còn bây giờ hiện tại thì coi theo cái nguồn thông tin thì như là chính xác là thầy cũng vẫn đi cất thực. Sáng sớm thì chưa có hiện tượng đi khất thực, nhưng mà đến bây giờ là như vậy là coi như cũng biết được rằng là thầy có đi khất thực. Cũng mong quý vị khán giả là cứ yên tâm ha. À, về cái vấn đề mà an ninh là coi như là rất an toàn cho thầy. À, không có ai có thể đi vào được, qua khỏi ba cái cửa ải thì mới đi vô tới được cái chân núi của thầy. Chắc chắn một điều là không có ai là có thể là thần tiên mà có thể mà đi
được một cái cách mà coi như là dễ đi như vậy. Chả có ai là thần tiên mà đi mà coi như là vào mà qua ba cái cửa khẩu như vậy, ba cửa, cửa bên ngoài cùng đường quốc lộ, cửa bên trong thì cửa chân núi, đó, thì ba cái cửa khẩu thì làm sao mà đi qua được? Không có ai là thần thánh, cũng không, chỉ có thần thánh đấy. Thì may ra thì còn thì có thể mà thoát lên được trên trên núi theo thầy Minh Tuệ, còn ngoài ra là không có ai hết, không có ai hết. Người dân là nếu mà không có cảnh sát cơ động thì chắc chắn là người ta sẽ tràn lên, à bằng mọi cách người ta cũng sẽ tìm lên được chỗ thầy Minh Tuệ tu tập ở trên núi. Em nói thật, bằng mọi cách là thế nào nó cũng bằng mọi giá, YouTube hay là người dân người ta cũng vẫn tìm ra được, và người ta vẫn, mà kể cả là núi có cao cỡ nào đi chăng nữa, người ta vẫn một ngày ta không tìm tới là vài ngày là người ta vẫn tiếp tục người ta đi tìm thầy. Đó. Chỉ có cách là cơ động với lại an ninh chặt chẽ thì may ra là cái đó là một biện pháp để cho thầy được xuống cất thực yên tâm, thầy là quay lại vị trí để thầy còn tu tập. Ở đây em cũng xin kết thúc video. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video kế tiếp về những cái thông tin mới nhất. Cũng mong quý vị khán giả ủng hộ cho anh Ngờ một cái đăng ký kênh và một nhấn nút like. Ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để ở bên dưới phần bình luận, em sẽ ghi nhận. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.